Xin chào các bạn yêu thân, mình đã quay trở lại với chương trình Vì sao mình cưới. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một cặp đôi rất là dễ thương. Xin mời. Lý do tại sao trong hoàn cảnh nào hai vợ chồng đã có cơ hội để gặp nhau? Em với cả chồng em thì gặp nhau là bởi vì trong một lần em là có nhu cầu đi tập thì đến cái phòng tập đó. Sau đó thì tận một thời gian thì gặp anh Hưng. Ra lúc đấy thì trên hội mấy anh em tập luyện thì cũng muốn phát triển thể thao phong trào. Có mở lớp nhào lộn ra ở vào giờ rảnh rỗi thì mấy anh em cùng làm luôn. Nhưng mà lúc mà Linh đến tập ấy, thì Hưng đang ở bên nước ngoài tập huấn để chuẩn bị cho Olympic. Rồi, wow. Và sau đó là khi anh về và anh tham gia cái phong trào nhào lộn đó thì ở cái phòng tập đó thì lúc đó đấy là anh gặp Linh. Ấn tượng đầu tiên khi hai người gặp gỡ nhau như thế nào? Thực ra thì khi mà mình ấn tượng đầu tiên mình thấy Linh ở trông khá lạ. Bởi vì đến lúc ấy câu lạc bộ mở ra thì toàn là các anh thanh niên, toàn là con trai đi tập nhào lộn cả. Tự nhiên ở đâu ra một cô gái khá xinh xắn nữa, tập nó mà trông rất là vui tính. Tức là lúc đấy là ở trong phòng tập đấy chỉ có mỗi Linh là con gái thôi. Đúng rồi. Bởi vì đi tập ý, thì em quên là cái kính thôi, nhưng mà bởi vì là đi tập thì mình bỏ kính ra, mình để trên bàn. Với cả kính thì em không hay đeo. Mà kiểu như là đi đường ấy, nhìn đường hoặc nhìn chữ thứ gì mới đeo thôi, cho nên là không hay nhớ đến cái kính lắm. Nhiều khi là mình cũng để đâu mình quên đấy luôn. Lúc đấy về nhà rồi thì hình như mình nhớ ra ấy, hoặc đang đi trên đường gần về đến nhà rồi thì nhớ ra là mình quên kính. Tất cả mọi người đi ra ngoài thì đóng cửa lại thì mình với anh đang ở ngoài đấy thì nhớ ra là quên đồ đó thì sao không lấy luôn, nhưng mà không có chìa khóa. thì lỡ gặp nhau rồi chả lẽ lại đi về. Tôi gọi là anh Hưng hẹn em thì chắc là anh có ý đồ, còn em không biết cái buổi thứ hai đó nó diễn ra như thế nào. Buổi thứ hai đó thì cũng gần giống như buổi, nói chung cả hai buổi đấy thì Linh đều ăn mặc rất là sexy. Cố tình đấy hả? Lần này là cố tình. Còn thì không thể nào mà em có thể giác ở nhà mà em lại quyết định là em mặc sexy mà không phải là cố tình cả. Ai mặc quần áo cho em? Đấy là bản năng của người phụ nữ thôi. Nói chung là đấy là mình còn độc thân, mình cũng trẻ nữa, mình cứ mặc gì mình thích thôi. Đấy là cách nhau ở cách đây mấy năm rồi, cách đây 4 năm rồi đấy ạ. Hoặc có thể mà mình quen trong môi trường thể thao ít gặp những người sexy đến mức đấy. Nhưng mà như em đi tập các thứ ý, là em mặc áo bra này hoặc là em mặc áo 2 dây này. Cho nên em mặc như thế em thấy rất là bình thường. Có thể là bình thường với em, nhưng mà ở trong môi trường của anh ấy thì là anh ấy chưa bao giờ gặp người đó là mặc áo 2 dây ra ngoài chẳng hạn. Nhưng mà cái bờ vai phụ nữ, nhất là những cô gái ở trường múa ấy, thực sự là rất là hấp dẫn. Hôm đấy không biết là anh ấy có ăn được không, hai người có ăn được pizza không, hay là anh ăn không được, không được tập trung cho lắm bởi vì có thứ khác ngon hơn chứ. Nhưng mà em để ý là em đi cà phê hoặc với cả đi ăn ấy thì anh ấy đều chụp ảnh chụp. Sau này tại sao em biết được là anh ấy chụp ảnh chụp? Về sau thì em mới biết, bởi vì về sau thì anh cho em xem. Tức là có những cái bức ảnh đã được chụp trộm ở trong máy đúng không? Uầy. Em đã bảo mà chụp nhớ trước, không thì không ai chụp ảnh cả. Cũng ok được. Cái đẹp chụp lại thôi. Nhưng mà anh ơi, tại sao lại phải chụp trộm? Có chụp trộm không? Đã chụp mà bà ấy không biết thì chúng ta là chụp trộm thế mới tự nhiên hơn, chứ còn bảo nhìn vào thẳng cười nó không tự nhiên. Tức là anh chụp vào việc của anh, còn đấy là em không biết là đấy là việc của em đúng không? Anh nhìn anh thường để anh tự xem ý, tự nhiên ý. Chính thức là hai người bắt đầu yêu nhau là từ bao giờ? Hẹn đi ăn, ăn xong nhiên thấy vẫn còn dành nhiều thời gian biết làm gì cả. Hay đi xem phim. Đâu đâu không phải ông ấy không xem phim mà ông ấy đi dạ bờ hồ. Ông đi ăn KFC xong rồi đi xem đi ăn pizza rồi còn đi KFC nữa à? Sau hôm đấy mà. Không, tức là ý em bảo là em nhớ là cái hôm mà đi ăn pizza đó thì ăn pizza xong thì là ăn pizza chẳng thi đúng không? Thì đi dạ bờ hồ đấy lại chưa có gì cả. Nhưng mà anh mua bông hồng tặng em. Đấy chính là tín hiệu rồi đấy. Bạn bè không ai mua bông hồng tặng thì nhau đúng, đâu. Đúng rồi như vậy đúng không? Buổi xem phim đấy là hôm là buổi đầu tiên chính thức là yêu nhau hay sao? Ủa? Tại sao lại gọi là chính thức yêu nhau? Thì hôm đấy đặt xem phim, đặt cái ghế
Facebook ấy. À, Facebook, ok. Tức là không có khoảng cách gì cả. Đúng đấy. Rồi. Xong sao nữa? Đấy, đang xem phim thấy có vẻ lạnh lạnh à? Thế là anh tự mặc này là lạnh đúng không? Chắc là điều hòa bật hơi lạnh quá. Xong sao nữa nào? Lạnh thì phải tìm chỗ ấm ngồi thôi. Ok, thì ai là người tìm? Ngồi như này à? Không thấy ngồi như này. Thôi ghế nó hơi nghiêng thì... Anh không biện luận thôi, ghế nào nghiêng thật thế nào nghiêng thì cũng phải suy bóc rồi em biết. Ê, cái lạnh này xem xong sẽ nghĩ là Linh ở chắc Linh cũng lạnh thế ngồi sát vào lạnh rồi thì kiểu như nghĩ chả Linh sẽ lạnh như thế này thì bóc vào cho nó ấm đầu tiên khoác vai này rồi tôi chắc tay cũng lạnh thế sợ nên nắm tay rồi em cứ chắc 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 xong rồi ôi không biết môi Linh có lạnh không. thế thì hai người hãy kể là từ cái lúc bắt đầu quyết định cưới cho đến lúc làm đám cưới thì có cái khó khăn gì diễn ra hay không, thì đấy, có cái vấn đề gì trong việc tổ chức đám cưới không? Bởi vì là đợt đấy thì là em với anh đều đi, anh thì vẫn đi thi đấu rất là bận. Cũng đi tập với cả đi thi đấu suốt này. Em cũng đi học suốt. Thì cứ đi học và đi tập như vậy thôi. Song song với cái việc đó thì mình phải chuẩn bị cả đám cưới. Mất mấy tháng thì mới chuẩn bị xong được đám cưới? Đám cưới thì tức là từ lúc tháng 3 là bắt đầu chốt đơn này. Sau đó đến tháng 11 mới cưới này. 3 9 tháng 8 tháng rồi. Chúng ta chuẩn bị 2-3 tháng lần. Và quan trọng nhất là cái hôm mà cưới thì trước hôm đấy 2-3 hôm thì mình đi thi đấu. Đi thi đấu luôn. Đi thi đấu có xa không? Không, thi đấu ngay ở Hà Nội thôi. Nhưng mà quan trọng là vẫn phải chuẩn bị. Mình cứ chạy lên chạy xuống thi đấu xong về chuẩn bị xem có gì chuẩn bị làm đấy. Linh thì cũng phải thi ở trên trường. Nói chung là đúng cái thời điểm cưới thì đúng là rồi. Hai người rất là bận. Xong vừa thi xong mất hôm sau cưới luôn. Ôi. Thế lại bọn em cưới ngày 25 tháng 11 thì ngày 24 là thi xong. Em thi, anh Hương thì là 23-24. Wow. Thì sau khi hai người đã anh đã cướp gái của người ta về nhà, sorry, anh đã đón dâu về nhà rồi. Xong là bắt đầu sống chung như một cặp đôi vợ chồng. Thì hai người có bị võ mộng gì không? Bố mẹ, ông bà có quan điểm nuôi con kiểu khác. Mình trẻ lại có quan điểm nuôi con kiểu khác. Thì hai bên đôi lúc sẽ xảy ra những mâu thuẫn khác nhau về cách nuôi con. Mâu thuẫn này xảy ra giữa chính anh và bố mẹ anh hay là thường nó sẽ xảy ra giữa bố mẹ anh và Linh nhiều hơn? Mẹ chồng con dâu chính. Bố thì cũng hiền ấy, thì cũng không quan tâm nhiều lắm. Thì em thấy như thế thoải mái hơn. Em không muốn ông bà là, thực ra ông bà nào cũng phải quan tâm đến các con cháu thôi. Nhưng mà quan điểm của em ấy thì là em phải thích tự do. Còn không cần ông bà phải quan tâm quá nhiều. Vì thứ nhất là nó cũng rất là nhiều vấn đề. Tức là cái quan điểm của mình là ấn định trong đầu mình từ trước đến giờ ấy. Là mình không cần là ông bà, tức là phải can thiệp nhiều quá. Quan tâm hỏi han các cháu thì ok. Thì mình chưa, mình không nghĩ nhiều, nhưng mà ví dụ như là áp đặt quá thì mình cũng không muốn. Thế em có bao giờ em cảm thấy bị áp đặt không? Em thì 1-2 lần thì không vấn đề gì. Nhưng mà khi mà mình bị lâu ấy, mình bị nhiều lần ấy, đấy thì mình cũng khó chịu. Nhưng mà nhiều khi mình không nói ra được thì cũng mệt. Mình nói với chồng mình thôi. Thế thì hai vợ chồng đã giải quyết xử lý những cái bất đồng đó như thế nào? Chồng em thì từ trước đến giờ thì cũng hiền, thì cũng ít khi cãi lại mẹ. Bây giờ mà vì vợ mà cãi lại mẹ thì mẹ lại nghĩ là kiểu vì vợ là, các thứ đúng không? Rồi. Trước nay thì chẳng bao giờ cãi mình, bây giờ có lấy vợ vào thì lại cãi thêm thèm đấy. Thì nghĩ là em chắc là em lại vâng vả gì đúng không? hai bạn hãy kể thêm về những cái khó khăn mà giữa hai vợ chồng từ khi mà có em bé. Chính xác. Có những cái bắt đầu gì? Em ấy thì là em đi học xong này thì em ra trường, tốt nghiệp ra trường á thì là em lại sinh con luôn. Thì là nói chung là mình nghĩ là mình cái nghĩ này là cái nghĩ của mình thôi.
chưa phép phải là nghĩ của nhà anh Hưng. Đấy, nhưng mà theo quan điểm của em thì là em đang hy sinh vì nhà chồng. Chứ ví dụ như nếu mà không vì anh thì em vẫn còn có khoảng thời gian để em đi biểu diễn này, em đi làm đam mê và em kiếm tiền. Bởi vì em không phải em không kiếm được tiền, mà bây giờ cái công việc của em mà khi có em bé rồi này thì mình ở nhà mình chăm con, mình không thể kiếm tiền nữa. Đó, cho nên nhiều khi là cũng bị mệt ý, là nếu mà mình không đi diễn thì mình không có thu nhập. Thì quan điểm là mình cứ sợ trong lòng thôi, mình ở nhà nuôi con thì không có tiền thì lúc đấy là nhà chồng mình lại nói đấy là ở nhà có làm gì đâu, chỉ có kiếm tiền các thứ gì đâu, mà chồng thì lại đi kiếm tiền các thứ xong về lại chăm con. Mà bây giờ gia đình thì là mình lấy vợ lấy chồng các thứ, mình có con rồi thì là gia đình của gia đình chung. Chúng mình cùng chăm con và cùng nuôi con. Thì ai cũng phải có trách nhiệm nuôi con. Còn cái công việc kiếm tiền thì chắc chắn là người đàn ông vẫn phải đi kiếm tiền. Còn người phụ nữ thì mình đã hy sinh cả một quãng thời gian sớm như vậy để mà mình dành cho gia đình rồi. Đấy, thì mình cũng không, em nghĩ là em cố gắng là làm tốt được cái bổn phận của mình. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ như vậy thôi, còn phía bố mẹ với cả phía anh thì có thể là có cái suy nghĩ khác. Và cái suy nghĩ khác đó thì nó tạo ra một vài cái bất đồng dẫn đến cái việc là từ khi mà có em bé thì hai vợ chồng cãi nhau nhiều hơn. Chắc để nhà cửa dọn nhà cửa này. Em thì từ trước đến rồi em ở nhà em á là em cũng không làm. Không dọn, không phải dọn dẹp, cũng không phải nấu cơm rửa bát. Mà bởi vì em đi học suốt, không có thời gian ấy. Đấy, với cả cái tính cách của em là em cứ đi suốt, chứ không phải là một người là chăm chút cho nhà cửa. Mà là mình làm cái chân chạy. Đấy, bây giờ mà mình bắt mình tự nhiên lấy chồng ở nhà xong bắt buộc là phải nấu cơm rửa bát phục vụ nó kia các thứ ấy. Thì mình vừa cảm thấy là em không thích. Em thì cũng lười, em cũng em không phải không phủ nhận. Đấy là em lười. Đấy, nhưng mà cái quan điểm ấy thì là nó bị khác, với cả em chưa dung hòa được cái việc là mình phải có trách nhiệm với việc dọn dẹp này, nấu cơm rửa bát. Mặc dù là mình ở nhà nhá, mình vẫn khi mà em ở nhà ấy, thì em vẫn nấu cơm, em vẫn rửa bát, đó, phục vụ ông bà. Tức là mình mặc dù mình có làm nhưng mà mình làm theo kiểu là mình cảm thấy mình sống trong ngôi nhà này, mình là thành viên trong gia đình thì mình kiểu là có cũng có một cái trách nhiệm nào đó để đóng góp nào, nhưng mà có vẻ như là kiểu bố mẹ chồng thì kỳ vọng nhiều hơn ở mình, đúng không, muốn là em chu toàn hơn. Tức là truyền thống ấy, theo ông bà truyền thống là người phụ nữ là phải ở nhà chăm chút cho gia đình ấy. Hay là thực ra thì em cũng không biết, bởi vì là ông bà không, tức là kiểu như nhiều khi là cũng tế nhị không nói hẳn ạ. Chứ còn ông bà thì cũng không thể nào mà nói là con dâu là mày không kiếm được tiền mày cứ ở nhà như vậy được, con dâu là mày không kiếm được tiền mày cứ ở nhà như vậy được. Nhiều khi là cũng do cái tế nhị, nhưng mà em không biết là ông bà thì không nói ra, nhưng em không biết ông bà có suy nghĩ đó hay không. Thế hai vợ chồng thường cãi nhau về vấn đề gì? Cãi nhau đấy cũng chỉ vấn đề con cái, chứ còn vợ chồng em thì cũng chẳng có vấn đề gì. Bà xin mời đưa ra càng nhiều thật sự càng tốt của nhau. Không cần ngại ngùng gì hết. Linh thì đôi khi lúc tức giận thì hay nóng tính. Cô vợ nào cũng lên đây cũng góc mốt là nóng tính hết. Tức giận là không nói tính, tức giận kiểu gì? Giống như kiểu, mặc dù cái việc đấy thì Linh không hoàn toàn đúng, không đúng. Nhưng mà cứ cãi thôi. Cãi xong rồi kiểu như vấn đề đang là vấn đề. Có bao giờ cãi cùn không anh? Đấy kiểu cùn ấy. Cùn. Em thích thế nên làm sao? đang người có lỗi nên chuyển thế nào nên chạy xa mình. Mình là nạn nhân. Anh ơi, phụ nữ nào cũng vô cùng giỏi cái chuyện đấy ạ. Dù là Anh xin lỗi vì đã làm em khóc. Đơn giản thế thôi nhé. Kiểu em chỉ rơi nước mắt thôi là nhưng anh mà rồi. Dần dần thì mình cũng có kinh nghiệm hơn chút. Đấy, phụ nữ anh ơi, anh đừng có bao giờ cố mà thắng phụ nữ. Chắc lúc tức giận nào đó rồi thôi, kệ, cứ đi đâu cũng. Đi đâu á? Cứ bỏ qua chuyện đấy đi. Ok. Nói tiếp theo ạ. Theo chắc là hay làm nũng. Làm nũng là cái gì? Làm nũng là một điều rất đáng yêu mà. Làm nũng là kiểu như rõ ràng là ví dụ như cái cốc này chẳng hạn đang uống xong rồi mà anh rửa em. Nghe à? lấy nước. Lúc đấy là Linh nói là anh ơi rửa em hay là không, đấy gọi là sai bạn. Hoặc là đôi lúc có những cái
đòi hỏi cũng hơi quá đáng. Ví dụ như đang nửa đêm ngủ, con chó bên nhà kia nó kêu, nó cứ suốt ngày sủa chẳng hạn, nó bảo nhân bực dọc em kiểu như giận cá chén thớt ra nói mình luôn, nhà anh kiểu gì cứ suốt ngày sủa này, em ra bảo nó không nhận lại đi. Có bắt anh sang nhà hàng xóm rồi. Nó là hàng xóm, nhà hàng xóm. Nhưng ông này thì bảo anh ra bảo nó câm miệng lại đi. Như này, chị được biết là các cái con chó đấy thì đêm nào nó cũng sủa. Mà nó sủa liên tục từ đêm đến sáng. Mà em thì em rất là thích ngủ. Không thể ngủ được. Cứ nằm thôi. Buồn ngủ, mệt lắm. Mà ông này thì vẫn ngủ ngon. Không phải, thế thì anh bị mắng cho là đúng rồi. Không phải ngon mà kiểu thôi cứ nghĩ suy nghĩ bình thường thôi, rằng nào bây giờ nó sủa thì mình có làm gì đâu, có bảo nó im miệng đâu. Mình càng tức ra thì mình càng khó chịu, mình càng khó ngủ. Bình thường thôi. Thì bây giờ em ý đến em là muốn giải quyết như là sáng hôm sau này đến nhà người ta là dọn món mà. Bởi vì đây là nhà em đang ngủ, nhà anh ý, mà hàng xóm thì nhà anh ý thì coi như là chó là chỉ có trách nhiệm của anh ấy đúng không? Thêm một tật xấu nữa không? Thôi hay để Linh kể đi. Ok, mời Linh. Để xem có gì quá đáng mình còn nghĩ ra. Quá đáng với em thì cao đánh khẽ đã. Bây giờ quá đáng với em thì chắc thì anh đã cảm thấy quá đáng đúng không? Tuy anh thôi thì là bận nhiều quá, nhiều chơi điện thoại nhiều quá. Sử dụng điện thoại nhiều quá. Mà sử dụng rất là lâu nhá, mà sử dụng điện thoại lâu và cả ngày làm việc này. Thế em thì em hay cãi nhau với chồng em về vấn đề đó. Anh làm gì trên điện thoại? Thế công việc thôi, thì em biết là công việc, nhưng mà nhiều khi mình nhìn vào thì ông ấy phân biệt Facebook. Mà trong khi đó mình có con rồi, mình không dành một khoảng thời gian cố định nào đó cho con. Ví dụ như là 30 phút cuối ngày, người nó đi học cả ngày rồi này, xong rồi tối thì anh làm ở câu lạc bộ đến 9-10 giờ bắt đầu mới về. Về lúc đó nó tắm rửa nó đi ngủ mất rồi. Không có thời gian để giao tiếp với cả con hay là dạy con. Đấy thì em có mong muốn là anh sẽ đi làm sớm hơn, với cả cái công việc nó sắp xếp để làm nhanh chóng hơn. Tất nhiên là mình không thể vội vàng được, nhưng mà mình sẽ sắp xếp được. Mình là một người có gia đình rồi thì phải mấy thứ phải có sự sắp xếp đúng không? Nó phải có sự cân bằng. Cân bằng một chút xíu. Ok. 24 tiếng thì 6-7 tiếng thì mình ngủ đêm này. Thế xong rồi anh đi làm từ sáng 6 giờ, cứ cho 8 giờ đi, 8 giờ cho đến 9 giờ tối. Thì em chỉ muốn là ví dụ như dành khoảng 30 phút không dùng cái điện thoại nữa, để dành thời gian cho con ấy, để chơi nó với nó khoảng thời gian nhất định. Nhưng mà anh ấy thì chơi với con được thì có chơi, nhưng mà chơi 5 phút thì lại điện thoại, xong rồi lại quay ra lại bế một lúc, chỉ một lúc thì xong được một lúc thôi. Lại quay lại công việc đó. Thì em cảm thấy như thế là nó em không muốn. Thì em mong muốn thì em nói ra, nhưng mà nói ra thì anh bận, anh công việc của anh nhiều việc nó kia thứ đấy, không thông cảm. Lại thì lại chắc chắn không ạ? Bởi vì là từ lúc em cưới đến bây giờ thì anh ấy công việc rất là nhiều ấy. Đấy. Cũng là một phần là để lo cho kinh tế của gia đình. Thì em biết là như vậy, nhưng mà mình nghĩ là 10-mấy tiếng là mình làm việc rồi. Đúng không? 30 phút thì không đúng rồi, không quá đáng. Thật ra đó cũng là nhu cầu chính đáng của cả em bé lẫn bố, mà chị nghĩ là anh Hưng cũng sẽ rất là muốn nhưng mà anh sẽ nhưng mà anh ý thì lại kể tật xấu là anh ý lại lý sự. Là thế anh mà không chơi với nó thì sao mà nó lại theo anh thế? Bởi vì cái thằng con em ấy thì là nó rất là cuốn bố. Nó cuốn bố hơn cuốn mẹ. Đấy, nhưng mà em nghĩ một phần là ví dụ như nó cuốn bố bởi vì nó ít khi được gặp bố. Với cả bố thì ít khi mắng nó. Em thì lại trông nó quá nhiều, cho nhiều khi nó nghịch quá thì em phải quát chứ không. Không, bố phải bế nó đi. Đi đâu? Đi nhiều thứ. Nhưng mà anh có cảm thấy khi mà chơi với con thì mình cảm giác thư thái hơn này, thoải mái hơn, và cái sự kết nối giữa cha và con nó bền chặt hơn, ngoài cái việc là con nó theo mình. Mà kiểu là mình vẫn có cái sự kết nối cha con với nhau. Anh có cảm thấy thích những cái khoảng thời gian đấy không? Tất nhiên thích rồi, nhưng mà đôi khi lúc mà trong công việc chẳng hạn, ví dụ như câu bộ đang cần hướng dẫn ngày này hay đang cần đấy thì cứ phải là bám chạy ra bám
Nên nghĩ là mình có thể gọi là có cái sự can đảm, gọi là mình can đảm mình tắt điện thoại tầm 30 phút để không bị quấy rầy. Để em thấy là mình chưa, anh thì chưa có hôm nào ấy mà cả ngày bận mà tắt điện thoại 30 phút để dành cho con. Hay là mình thử đi, hôm nay về mình thử đi. Cũng khó rồi. Thì thực ra nó, em nghĩ là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến chất lượng cuộc sống. Thế anh thì có chơi với con thì có. Có rồi. Nhưng mà nó không phải là thử, nó không phải là một thói quen. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mà sẽ giải thích, đó là mảng trả lời những câu hỏi khó trả lời, những câu hỏi nguy hiểm. Câu hỏi đầu tiên là: tôi không ưa người yêu cũ của đối phương. Rồi. Anh đã từng gặp người yêu cũ của Linh chưa? Từng gặp. Ê, tại sao lại không ưa? Để trai quá à? Không phải không ưa đâu. Bình thường. Cái gì? Bình thường nhưng mà cũng không phải là thích đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà tại sao có chuyện gì đặc biệt không? Có chuyện gì đặc biệt mà vì sao anh cứ cảm thấy không thích rồi? Do là người yêu cũ của người yêu rồi lại. Có thể là hay nhắn tin này, hay gọi điện. À, bây đến bây giờ vẫn thế à? Không, hồi xưa lúc mới yêu. À, lúc mới yêu thì vẫn hay nhắn tin. Nhưng mà bây giờ thì ngừng rồi đúng không? Cái gì? Ánh mắt gì vậy? Nên có rất là nhiều điều muốn nói mà không chịu nói ra thì sao nào? Không, em thì là em không phải là không thương. À, em kiểu như là em bình thường. Em không có lý do để gì để ghét người ta. Okay. Bởi vì là người yêu cũ của chồng hoặc người yêu cũ của, đúng không, người yêu cũ của chồng thì là người yêu cũ thôi. Ai chẳng có người yêu cũ. Chính xác. Cho nên mình chẳng có lý do mình gì mình ghét họ. Anh chỉ là một thế thôi. Người đã từng. Anh cũng thế mà anh đã đưa ra một cái. Nói chung không ưa chả thích. Nhưng mà bóc phốt. À? Bóc phốt, bóc đi. Bóc phốt nhá. Luôn bằng ngay. Lại ngủ thì liên quan đến người yêu cũ. Chồng em vừa bảo em là nhắn tin với người yêu cũ. À, gọi điện với người yêu cũ. Nhưng mà anh có vậy. Hồi mà mới đang yêu thì anh ấy cũng nhắn tin với người yêu cũ hay là bây giờ? Không, ngày xưa. Không nhắn tin thì làm gì gọi điện luôn à? Nhắn tin để thông báo lại có người yêu mới rồi à? Không phải. Đấy là người yêu cũ cũ rồi. Đúng rồi. Đấy là người yêu cũ cũ rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế thì tổng càng to hơn anh ạ. Đúng rồi, tổng to gấp đôi. Tổng to gấp đôi luôn á. Mà bởi vì đã chia tay rồi nhá. Đâu làm gì có nhắn nữa đâu. Ai bảo anh thế? Em còn nhớ trường hợp đấy. Đấy từ năm nào rồi? Từ năm nào, từ lúc anh yêu em á. Ở lúc yêu người ta mà nhắn tin với người yêu cũ là không được rồi. Đây nha, em kể nhá, bóc phốt nhá. Là yêu em rồi này. Đó là có nụ hôn đầu tiên rồi đó. Tháng đó là tháng 8. Mà tháng 7 đã yêu nhau rồi. Mà tháng 8 vẫn nhắn tin với người yêu cũ. Em ơi, nhưng mà vấn đề là nhắn tin nội dung nó như thế nào? Nội dung anh nhớ. Thế á? Mà kiểu... em nhớ lắm. Anh ơi, bây giờ nhá, nếu mà gọi chứng cứ là anh lục lại tin nhắn thì là em đúng. Nhưng mà cái tin nhắn đó là anh đã xóa rồi. Bởi vì là em nói trực tiếp với anh. Thế là em mở Zalo ra rồi ấy. Tại sao nhắn tin với người yêu cũ trong khi yêu em rồi? Chứ em không đánh ghen là không, em không âm thầm mà em nói thẳng trực tiếp luôn. Câu hỏi thứ hai nhá. Hai người hạ rồi để bắt đầu nào. Suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. Tôi đã từng mất hứng trong chuyện chăn gối với người ấy. Ui cả hai. Tại sao? Lý do lúc nào? Đó là thời điểm nào? Thời điểm đi làm mệt quá. Đòi hỏi nhiều. Đòi hỏi nhiều là đòi hỏi chuyện ấy à? Lại buồn ngủ nữa. Ok, còn em thì sao? Em thì tại anh đi làm nhiều quá mệt. Thì không phải đáp ứng. Thế em cũng bất hứng với anh luôn. Thôi chết rồi. Cái này là từ cái rồi, thế là bây giờ hay là... Nhưng mà... con người cũng tùy hôm, có phong độ tùy hôm. nhưng mà không thể mất phong độ cả tuần được. Làm đâu phải như cái máy đâu mà. Đâu phải như cái máy đâu mà. Không, nhưng mà nhá, cái hôm đấy, thế là cái hôm mà anh đi làm về mà anh không, mà anh mệt thì em không bị mất hứng. Thì em ok, không sao. Nhưng mà trước đó, có một khoảng thời gian một tuần, hai tuần, cũng có thể là do anh ăn thiếu chất chẳng hạn. Này, thì chị hỏi là trong hai vợ chồng thì ai là người có nhu cầu cao hơn? Em nghĩ cũng như nhau.
Chỉ nghe là bà này. Ok. Tôi là người hay ghen hơn. Ú. Không ai ghen. Ờ. Tức là cả hai người đều không tự nhận là mình là người ghen hơn. Nhưng mà có thể là trong cuộc sống vợ chồng chưa có một cái tình huống nào đó để mà mình có thể là chưa có một cái tình huống nào với cả bận ấy, nhiều quá ấy, thì không có thời gian. Nhiều khi em hỏi á thì là anh ở với em suốt anh có chán không, hoặc là bây giờ anh cho anh đi với một người mới, em đồng ý cho anh đi với một người mới thì anh thấy như nào. Anh nói thế, anh bảo ui giời ơi mệt, bỏ xừ ra em dạy quá Linh ạ. Thế nhưng mà thực sự luôn, thế nhưng mà anh, nhưng mà đồng ý thì sao? Thì lúc đấy mình mới ghen. Đồng ý là chết liền. Đồng ý là chết liền. Mình phải tự tạo ra những tình huống để mình kiểu được trải nghiệm cơn ghen đúng không? Vậy quá mà. Trời ơi. À, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một phần mà có lẽ là khán giả rất là yêu thích. Chính bản thân CJ rất là thích đoạn này. Và đây là quãng thời gian sâu lắng. Hai vợ chồng hãy quay mặt sang với nhau và chia sẻ những lời chân thật nhất. À, em thì muốn là cuộc sống nó vẫn diễn ra như thế này. Nhưng mà muốn là dành cho thời gian cho con nhiều hơn. Và vợ chồng mình thì cùng cố gắng để đạt được những cái ước mơ mà vợ chồng mình đề ra. Và em thì cũng tin tưởng anh và cũng yêu anh nhiều. Lấy chồng thì thời gian sắp tới thì sẽ rất là mệt. Thì mong vợ chồng mình cùng nhau vượt qua. Làm gì là cũng không bỏ nhau hẳn. Vâng. Ok, xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.